Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Triển lãm Khu Kiểu mẫu Tự chủ Sáng tạo Quốc gia Trung Quan Thôn. Với chủ đề Thời đại mới, hành trình mới, Trung Quan Thôn lại khởi hành, triển lãm hiện trưng bày 340 thành quả đổi mới sáng tạo tiên tiến nhất, tiêu biểu nhất, triển vọng nhất, có tính đột phá cao nhất của hơn 170 doanh nghiệp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bo mạch điện tử, dữ liệu lớn và an ninh mạng, vật liệu mới, sinh học, chăm sóc sức khỏe, giao thông thông minh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và năng lượng mới. Đứng thứ hai sau Thung lũng Silicon, Trung tâm Triển lãm Khu Kiểu mẫu Tự chủ Sáng tạo Quốc gia Trung Quan Thôn là khu công nghệ cao đầu tiên của Trung Quốc với mục tiêu phát triển nền kinh tế chất lượng cao. Trung tâm triển lãm có tổng diện tích 59.000 m2, diện tích xây dựng 40.000 m2. Tại đây, mỗi ngày có 100 công ty khởi nghiệp sáng tạo ra đời. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày về năng lượng sạch, thiết bị y tế, nông nghiệp công nghệ cao. Tại đây, người máy Khang Lực Ưu Lam đã chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến tham quan Trung Quan Thôn và chúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội thành công tốt đẹp bằng tiếng Việt.